Chào mừng các bạn trở lại với kênh Honda Vĩnh Cát. Thì hôm nay tôi làm video hướng dẫn các bạn về chiếc xe Way Blade của Honda Việt Nam. Thì một số video trước tôi đã hướng dẫn các bạn về xe Way Alpha, xe Future. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về chiếc xe Way Blade này. Thì đối với Way Blade này thì sẽ có hai phiên bản, đó là phanh cơ và phanh dầu, hay còn gọi là phanh đĩa. Thì đối với phanh cơ thì chỉ có vành nan hoa, và đối với phanh dầu thì chúng ta sẽ có hai loại, đó là loại vành nan, một loại là vành đúc. Thì trước mặt tôi đây là chiếc Way Blade phiên bản phanh đĩa vành nan. Thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết về chiếc xe này. Đối với chiếc Way Blade phiên bản 2020 thì Honda Việt Nam luôn cải tiến. Việc đầu tiên là tem đã được thay đổi rất chi là khỏe khoắn, sắc nét. Và màu sơn của lốp máy được sơn đen nhám, trông rất chi là khỏe khoắn. Xe này của chúng ta vẫn sử dụng một số, đó là 4 số tiến. Và phiên bản này thì có tính năng phanh dầu nên sẽ khá an toàn cho các bạn sử dụng phanh. Chi tiết cụm đồng hồ thì cũng như một số dòng xe phổ thông của Honda Việt Nam thì cũng hiển thị các tính năng như kim báo tốc độ này, báo quãng đường xe đi được này, báo lượng nhiên liệu này. Thì có một chút khác biệt so với dòng Alpha này thì cái cụm báo số này được thiết kế làm phía bên góc tay trái và thành một cụm liền với nhau như này, nó không rời như Alpha thì nó sẽ có báo mo một bên và số một bên. Các chi tiết báo xi nhan thì vẫn rõ ràng như này. Và phiên bản Way Blade này thì vẫn còn cái công tắc đèn. Đây là xe số duy nhất của Honda Việt Nam giữ lại công tắc đèn. Có một cái là phiên bản này thì vẫn chưa được trang bị phun xăng điện tử, vẫn sử dụng chế hoa khí, nó là chế cơ. Các chi tiết công tắc trên xe thì gồm có công tắc khởi động này, công tắc đèn này, công tắc pha cốt này, công tắc còi và xi nhan này. Tiếp theo dưới đây sẽ là cái cụm ổ khóa này. Thì cụm ổ khóa này thì các tính năng nó cũng giống với chiếc xe Way Alpha mà tôi đã hướng dẫn các video trước đó. Thì nó có gồm có tính năng khóa an toàn, nó là sập từ đây này. Đó. Sau khi mở chúng ta cũng mở bằng cái đầu từ này và đặt đúng vị trí của nó, quay ngược lại. Và khi khóa thì nó sẽ có tính năng khóa cổ, quay đầu sang bên nhấn giữ, xoay ngược chiếc đồng hồ khóa cổ. Tiếp theo là phần tôi sẽ giới thiệu phần cốp xe. Thì trong cốp xe cũng giống như các dòng xe số phổ thông của Nam Việt Nam thì sẽ có đổ xăng ở trong bình, trong cốp này. Bình xăng này cũng là 3,7 lít, thì lượng xăng thoải mái cho các bạn đi một quãng đường dài. Và gồm có cờ lê, tô vít, tuyết bơ và sách hướng dẫn sử dụng. Thì tất cả các xe mà các bạn mua về thì tôi khuyên các bạn lên đọc kỹ cách cái kỹ thuật hướng dẫn lái xe an toàn và sách hướng dẫn sử dụng nhằm trang bị cho mình những cái kiến thức tốt và hỗ trợ mình khi tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho mình. Về hệ thống phanh của chiếc xe Way Blade này thì đây là phiên bản phanh dầu, phanh nan. Thì phanh trước của mình sẽ là phanh dầu và phanh sau sẽ là phanh đùm. Thì trong quá trình sử dụng các bạn lưu ý là khi phanh thì chúng ta nên kết hợp cả hai phanh thì sẽ nâng cao độ an toàn của mình. Nó sẽ giúp cho xe của mình được cân bằng hơn. Đó, còn về phanh dầu này thì sẽ cái hành trình phanh nó sẽ ngắn hơn nên khi các bạn sử dụng nên lưu ý là cái tay của mình nó phải có cảm giác thật tốt và không nên bóp một lực quá lớn như là phanh đùm. Đó. Thì đây là phần đĩa phanh. Thì trong quá trình sử dụng mọi người nên lưu ý này, đối với tất cả cái dòng xe sử dụng phanh dầu, phanh đĩa thì chúng ta không nên để bám quá nhiều đất cát, hoặc là khi sử dụng ở trời điều kiện mưa hoặc đất cát nhiều thì chúng ta nên vệ sinh cái mặt của đĩa phanh đi. Thứ nhất là nó sẽ không hại đến cái phần đĩa phanh và cái phần má phanh. Thứ hai nữa là nó sẽ không gây ra những cái tiếng kêu lạ phát sinh ra trong quá trình mình vận hành. Nhằm và thứ ba nữa là cái phanh của mình nó sẽ được đảm bảo lực phanh là lên bề mặt đĩa phanh tốt nhất. Đó, mọi người lưu ý và khi đỗ xe thì không nên để các xe khác nó quá dày nhau, tránh trường hợp va đập vào làm vênh đĩa phanh. Cái việc vênh đĩa phanh thì nó sẽ gây ra hiện tượng bó phanh, và việc bó phanh thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp cái vận tốc như là cái vận hành của xe.
trước khi chúng ta lên xe vận hành thì chúng ta lưu ý là luôn luôn phải kiểm tra xe trước khi vận hành. Như các video tôi đã nhấn mạnh là mọi người chỉ cần bỏ ra 1 đến 2 phút thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái xe của mình, cũng như kiểm tra là các hoạt động của xe có tốt hay không. Tất cả các việc kiểm tra bao gồm đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra phanh, hệ thống phanh xem hoạt động tốt không. Sau đó kiểm tra đến áp suất của hai lốp xem có lon quá hay là có căng quá không. Và kiểm tra đến hệ thống trợ lái, tất cả các chi tiết như là còi, xi nhan và đèn pha. Có một vấn đề nữa là tôi luôn nhấn mạnh với các bạn là đối với tất cả các dòng xe số mà sử dụng chế cơ của Honda Việt Nam thì nên lưu ý cho tôi cái phần gạt le này. Đó, luôn luôn ấn xuống dưới. Như các video trước tôi đã hướng dẫn là luôn luôn ấn xuống dưới. Trong quá trình mình để lâu khó khởi động hoặc là mình cái lượng xăng trong mình nó ít, mình kéo lên để khởi động dễ thì mình có thể kéo lên. Và khi đã vận hành bình thường mình kéo xuống, và cái khóa xăng luôn luôn theo chiều đường như này. Các bạn lưu ý cho tôi này, tất cả các dòng xe của Honda Việt Nam hiện tại bây giờ đều dùng cần gạt le ở chế hòa khí này luôn, chứ không dùng dây như ngày xưa nữa. Còn đối với dòng xe số thì trong quá trình sử dụng mọi người sẽ sử dụng số làm sao cho phù hợp với cái cung đường mình đang đi. Ví dụ các bạn đang đi trên đường phố mà không có chướng ngại vật thì nên đi ở các số lớn nhất, đó là số 3 hoặc số 4. Còn trong quá trình mình đang sử dụng trong khu đô thị đông dân hoặc là lên dốc thì nên sử dụng số nhỏ. Thì việc sử dụng như vậy sẽ giúp động cơ chúng ta nó hoạt động tốt nhất và không bị ì, không hại động cơ. Và mọi người có một cái lưu ý là khi sử dụng xe thì chúng ta nên thường xuyên kiểm tra định kỳ xe. Việc kiểm tra định kỳ xe thì sẽ giúp cho mọi người kiểm soát về cái xe của mình, tức là về cái hiện trạng của xe của mình và là những cái chi tiết của mình nó có nằm trong tiêu chuẩn hàng mòn hay không, thì nó sẽ nâng cao cái độ an toàn cũng như cái khả năng hoạt động của xe sẽ được tốt hơn và tuổi thọ của xe của mình sẽ được tốt hơn. Số lần kiểm tra định kỳ của chúng ta thì sẽ gồm có 6 lần của Honda Việt Nam. Lần 1 thì sẽ là trước 1 tháng hoặc 1.000 km, lần 2 sẽ là trước 6 tháng hoặc 6.000 km, lần 3 sẽ là trước 12 tháng hoặc 12.000 km, lần 4 sẽ là trước 18 tháng hoặc 18.000 km, lần 5 sẽ là trước 27 tháng hoặc 24.000 km, lần 6 sẽ là trước 36 tháng hoặc 30.000 km, và lần 7 sẽ là trước 45 tháng hoặc 36.000 km, lần 8 sẽ là trước 54 tháng hoặc 42.000 km. Thì lần 7 và lần 8 thì chúng ta sẽ được cửa hàng của chúng tôi khuyến mại kiểm tra thêm 2 lần nữa nhằm kiểm tra xe của bạn được tốt nhất. Vừa rồi trên đây tôi đã hướng dẫn các bạn một số các chi tiết về chiếc xe Wavelet phiên bản 2020. Thì nếu các bạn có thắc mắc thì có thể liên hệ đến số hotline của cửa hàng 0963 275 666 hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng miễn phí 1800 558808. Và các bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ Minh Cát 1, 39 Lý Thái Tổ, phường Ngô Cường, thành phố Bắc Ninh, Minh Cát 2, ngã tư thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh, Vinh, trung tâm thương mại VCity, ngã tư Lê Thái Tổ, phường Ngô Cường, thành phố Bắc Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại.